đúng đấy. Hai chào cả nhà đến kênh Tấn Cần Giờ nha. Nay mấy anh em tiếp tục lội ăn bắt cua nha. Nước này cũng vừa kém đầu nước kém cả nhà. Nay dòng xuống rồi. Giờ mấy anh em tiếp tục lội thôi cả nhà. Giờ mình đi với mấy anh em. Bốn người, lương tướng là bốn người nha. Anh Tân là đầu, tới anh dễ mình, tới thằng nhỏ. Mình là bốn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo chân bố anh em mình đi săn bắt cua thôi nha cả nhà. Có thành quả gì quay lại cho cả nhà xem. Thuận phát hiện cái hang cua này cả nhà. Có vẻ như may mắn hả Tân? Cái này giăng me ngon, bự quá giăng me ăn không ngon. Nghe em hả? Vừa tẩn lại giăng me ngon. Thì bác đi con nào ăn được thì mình ăn, không mình thả mình nuôi lại. Nó đi ngang cho review 3 ao của Tính. Đó chạy lên luôn kìa bạn. Sập nó. Chột rớt vô bò không nổi luôn. Cho nhẹ thôi chứ nó mất công hả? Bạo lực viên cua. Con này nó cũng không chắc mấy hả? Chắc không? Dòng của nhỏ chắc của bữa. Đó, sao kệ chối xíu nó về ra ao thả. Rồi mấy anh em tiếp tục di chuyển đi sâu vào trong cái khu ruộng này cả nhà. Thì khi nào anh em phát hiện được cái dấu chân cua đó bò rồi và phân ra tới để tiếp cận được cái hang cua thì mấy anh em quay lại cho cả nhà xem. Mặt đập cho Tấn đã hoàn thành trong vòng 10 ngày nha cả nhà. Đây là ao này. Bên kia còn hai ao đó. Đã mình dính liền nhau luôn làm thành một cái đùng tầm hơn 2 mẫu, gần 2 mẫu nha cả nhà. Mà qua dầm tháng 8 này mình sẽ bí lại để mình có đi bắt cua hay là đi bắt cá gì đó, giờ mình sẽ thả vô ao lại tới khoảng cỡ 4-5 tháng sau, hay là 6-7 tháng gì đó, cá đủ tới lứa giờ mình sẽ bí lại, mình sẽ tháo ra, mình sẽ bán với lại chia chác cho mấy anh em trong nhà, gia đình, bà con cô bác rồi ăn. Ăn này. Dạ, trên kia nữa đó cả nhà. Yeah. Mình dính liền hết thành cái đùng. Nè. Sẽ mốt Tấn sẽ bắt một số cá chẽm thả đây cho mấy anh em dân cầu xuống lùa chơi. Rồi, có thành quả cua nữa rồi Tấn quay cho cả nhà xem nha. Tuấn phát hiện cái con cua nó ở ngay chỗ cái lỗ mồi này đó nha. Không biết có lớn không mà nó ở cái hang chen, cái hang này chỉ có nhỏ vậy thôi. Nhưng mà không biết bên trong là nó chen vô con cua bự nhỏ. Nhưng mà Tuấn thoạt móc vô là đụng rồi. Để chắc thằng Lan bên dưới à. Cua lúc này không có cua lớn cả nhà. Giờ chỉ còn cua nhỏ thôi. Thời gian gần đây do nhu cầu ăn uống ở địa phương cao quá, nhiều người săn bắt lắm cả nhà, nên cái lượng cua nó cũng giảm theo. Thì bây giờ anh em đi bắt có nhỏ thì anh em cũng bắt luôn, bắt gì thả vô ao nuôi, còn con lớn thì mình bắt gì mình ăn. Chứ bây giờ mà mình không bắt thì cũng không có gì để quay clip cho cả nhà xem, mà để lại thì anh em trồng sớm họ cũng bắt rồi cả nhà. Rồi cái càng quanh dưới. Cắn lên đi, chỗ luôn. Lên, ừ, mạnh lên, ừ. Mạnh lên. Rồi. Chị ra kìa. Cái trọng nó chứ. Cái, bạn giữ mà. Nè. Thịnh chó đi. Con thứ hai nha cả nhà. Ủa con này nãy nó cắn móc gì mà nó đẩy ổn không? Kẹp móc vô đó dễ không mà sao cỡ nào đó. Chỗ này cái hang mồi nè bá luôn, Tấn chui như vừa luôn đó nha. Cái
Rồi thôi mấy anh em sẽ tiếp tục di chuyển để tìm kiếm dấu chân cua, khi nào phát hiện quay lại cho cả nhà xem. Mời cả nhà theo chân anh em nha. Thì bây giờ anh ba anh phát hiện cái hang cua ở dưới cái bọng dừa cả nhà, anh lặn dưới anh thọt vô trong cái hang rồi mà anh cũng đụng con cua cả nhà, mà giờ cây móc ngắn quá, anh phải đợi Tuấn tới để đem cây móc dài tới đặng tiếp cận vô con cua mới bắt được nó cả nhà. Tuấn tới rồi cả nhà, do cây móc ngắn quá anh ba anh không móc ra được. Không hả? Dạ. Mới vừa đụng tới nha mà không ấy được. Lặn luôn đi, ước là ước anh ba lặn luôn đi, được không? Lặn luôn tổng á. Sâu rồi. Sâu lắm. Bán đầu tiên. Là cây móc luôn hả? Ừ. Cả nhà thấy Tuấn cắt cái tóc trọc giờ đưa vô cái kẹt dừa giờ thấy đã hợp. Cua mà. Cua cơm. Cua. Trời ơi. Cua. Có lý, có lý bộ. Kiếm thằng thầy luôn, cua luôn. Quá trời chắc rồi. Ôi ơi, muốn con cua nó bội ta. Lại lại xuống vô tổng ha, móc nó kẹp rồi ghi ra một chút cái đầu nó chụp vô rồi hết hơi rồi ra chúng ra liền thịt hình hợp nước. Nó tào đánh vô ác quá. Cua này cũng ra mấy chứ ít đâu, cắn cua ra mấy nãy. Ừ. Ai nói ngô chịu chứ ăn cua cái này thịt nhiều vỏ mỏng. Nãy giờ quý phát nó dặn cua cái không nó mới ghê chứ. Chết. Sợ nó thiệt. Dặn nữa hả? Này ngồi dặn anh không nghe hả? Không. Bắt coi nhiều cua cái để cho tao hết. Tao lại. Cua cái toàn là cua nhỏ không. Rồi con thứ ba nha cả nhà. Rồi gãy luôn. Rồi tiếp tục theo con đạch này, mấy anh em băng vô. Bắt tiếp cả nhà. Rồi mình em mới tình tang lên trên cái đạch này lại phát hiện cái hang cua ở trong cái rãnh này cả nhà. Cái giống tôi. Có. Để Tuấn tỉa sơ qua cái lỗ bọc vừa trống ra quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Cái con lãng này, cua nó vô nó bối nó ăn quá trời. Quá trời giấu luôn rồi. Nó có trong cái gì? Chị hàng đứng dưới ạ. Ủa? Người chị không quen rồi đó. Tiếng kêu quen thuộc ngày nào? Thôi. Ê, nhắc cái câu này lâu lắm rồi không gặp chú Thanh rồi. Mấy tháng à? Em không. Em 3 tháng rồi chứ. Thì từ hôm chị thị 16 tới giờ đó mấy tháng rồi? 15. Ê. Ê. Mình không nghe. Gầm mấy nữa. Gầm mấy? Ủa bói bự quá rồi, gầm mấy hả? Nói đi chứ. Đó. Cái này chịu đau. Được. Nhỏ mà chịu đau cái gì? Nè. Chịu cái. Nó nè. Ôi, bữa nay cua gì đây? Có một sai à. Lặn mấy hai lạng, lặn mấy hai lạng. Bữa nay kiếm siêu to khổng lồ khó à. Vô bãi hay hoặc mai thôi. Phát sơ mơ phát dặn là độc quá mà. Chết luôn. Chưa nhỏ thôi. Cái hàng này nó cũng mới, cũng trà bá mà sao nó xíu ta. Thôi thì rồi tiếp tục anh em sẽ đi theo cái rãnh nước này đi thẳng vô trong tiếp cả nhà, hy vọng là phát hiện thêm nhiều con cua nữa để ghi hình cho cả nhà xem. Đây từ nhỏ chói là con thứ tư hả, thứ tư rồi. Ừ. Rồi tiếp tục rồi do cuộc Tuấn
xong cái hai này đụng luôn cả nhà, lên luôn cả nhà. Đó, đang kéo ra. Rồi. Rồi. Cái này. Ra mấy nữa. Sao phát bữa nay phát dạng cua linh quá luôn. 5,5. Nè nè nè. Ok. Nó bò ở đây mà. Lè luôn. Được. Thử. Cái vào. Được. Ra mấy nữa. Đấy hả? Cái con này bự người ta. Chuyện gì tổng kho lương thực tiếp. Bữa nay đi hàng cua này toàn là ra mấy rồi mấy không được trang luôn ta. Trúng cái hội rồi. Trúng hội cua mini rồi. Con nhỏ mấy đâu, ra mấy chứ. Cua này ăn mới ngon. Ăn chà bá được cua xíu. Ôi, bữa nay đúng lòi lộn, mệt thiệt luôn á. Phê. Phê. Rồi, xe lên giờ lại. Nè. Ra cho nó luôn. Rồi, tiếp tục di chuyển đi tìm dấu cua, hang cua nữa cả nhà. Đây cả nhà, giờ tính phát hiện hang cua ở dưới sớm nước cả nhà. Hang này hả, mấy anh em nuôi cũng bắt được mấy con này. Không ở luôn rồi. Này nè, cái hang kìa. Đây nó nhúi cái dấu này nè cả nhà. Dấu này là nó nhúi nè, nó bò ra cả nhà. Nó nhúi vô đây là nó lượn lắc được cao lên cả nhà. Thấy không? Quá đã luôn. Con cua chầu á luôn. Giờ thì dấu bò quá trời luôn cả nhà. Nước mưa cả nhà, mình mong luôn. Để Tấn kìm có thì quay cả nhà xem nha. Tiếng vòng vòng này. Nè, đổ đúng không? Đổ đúng mà nè cả nhà. Đó, giờ con này nó ở trong hang cá rồi cả nhà. Thì Tấn lấy cái móc thọt xuống thăm thử đi. Cái này nước nó ngập lỉnh chỉnh luôn, đánh dấu cua rất là khó cả nhà. Rồi, như bụi nữa rồi. Đồ đúng là nó chát nhiều. Bây giờ không biết làm gì nữa nha. Dạo với mấy em này vui lắm. Bạn có mấy anh chồng hữu. Con tay phải rồi. Đổ máu. Con bự văn như văn chuột. Ừ, còn nguyên nha. Ăn cái gai. Rồi nó cắn kìa. Ra thằng Đức. Giống nè. Con này nó còn nhỏ á. Lớn tay rồi văng ghê. Thôi, con cua này thua nha cả nhà. Bắt không được, sâu lắm. Rồi, mấy anh em đi tìm mà bây giờ tìm. Nó ngoài qua bển kìa. Thề quá. Vượt xong. Ô, mệt quá. Mang dài khó lội quá. Đây, bên em bắt cua không có, bây giờ tình tan nước lớn lại đi, phát hiện hai con chép rồi đó nha. Con cù à. Đây. Con này nó bự bự không à? Hơi bị cứng à. Ủa đang có luôn ha thường. Con còn nhỏ. Ủa hàng bự quá mà không được, nó không được lớn ha. Dấu cù này 3-4 hang. Vậy là bự đó chứ. Nè con này mới bự nè. Trời bá luôn. Này con.
Rồi mất hang hết sao? Dạ. Lấy làm diều đào luôn. Ngồi lắc lẫm quá. Mùi vòng vòng nha, cái hồi lòi nha. Ôi đã, ôi. Ê, bỏ vô Thuận ơi, đầy tay Thuận ơi, đầy nắm rồi. Để nằm đâu dưới chân cái đấy thôi. Nè, mở bỏ bao đi. Gì? Bỏ bao đi, đầy tay rồi. Một mập rồi, đã chứ. Giờ được 3 kg bự này ha, về sao? Tới luôn á. Tới thêm bữa nữa đó. Bỏ đi. Một hồi mấy anh em phân từ quầy đầu dạm vô tới trong đây luôn cả nhà. Mới phát hiện được cái dấu nó đi nè. Bây giờ thấy nó ngủ luôn cả nhà. Dạ. Trời ơi. Nó nhỏ. Nó làm cái này. Ngủ chưa? Nó bối ăn quá trời luôn, phân từ ngoài kia phân vô luôn. Con này cũng nhỏ chứ không lớn đó nha. Ghét không? Cua ngủ chưa đó hả? Đó. Chà quá. Đó lại cua đó kìa. Nằm à. Chia tay là thấy chá cua giỏi rồi nè. Hả? Ôi, không dữ rồi. Ê, cơm. Ôi, chạy kìa. Kẹt rồi, ra đâu được. Ở leo qua luôn kìa. Cung cũng chưa. À, okay. Có mình nữa mà nó bói nhóc chưa. Ai 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 dầu. Dầu. Làm nhắn luôn á. Vậy mà vô tới con trường luôn thấy ghê chứ. Này bắt được lứa lứa. Ra mấy luôn. Đi bước qua thấy dấu bò kỳ. Rồi đi luôn đi. Về tới nhà lấy ra. Cắn vô con chiếc dài thí luôn rồi. Vậy mà tới con chân luôn cả nhà. May là măng dài á, khiếp chứ. Chứ không măng dài dám đạp vậy không? Ngu à. Rồi, đi sao? Tới con út luôn. Lỏng luôn. Rồi, tiếp tục cả nhà. Rồi, mới bắt con cua nhỏ xong bước qua mấy bước phát hiện được cái dấu con cua bự nè cả nhà. Dấu nó bự lắm. Nó đi nó lết lường luôn nè. Ôi. Nước lớn rồi, giờ đi kiếm nó căng à, kịp nước không ta. Ôi nó bò nè. Ở đây có hang cá nữa. Rồi, nên là chia đi kiếm con cua này nha cả nhà. Ôi, đây nè, cái này giống cái hang nó quá, có dấu chân bò nhiều lắm mà không biết phải không à. Giờ mình lấy cái cây mình thọt thử. Nếu là đúng cái hang thì kêu Tứng qua bắt. Ủa, hang tạm mà cả nhà ơi. Trời, Tứng mới bắt con cá thò lòi biển rồi cả nhà. Ủa, nó bự bằng cổ tay luôn. Như cái lóc. Rồi mấy anh em phân đã rồi trời đất luôn đó nha. Vô trong đầu trong đây có cái lỗ nước. Đây. Rồi thôi tiêu cả nhà. Bò vô trong đúng nước luôn. Đây cả nhà, mấy anh em đi qua tới khúc này phát hiện cái đầm tre nè. Thấy có măng ngon quá. Mấy anh em sắn dài mục về làm măng chua. Thì đó không có hả Mạch? Đây. Ở dưới chừng Tướng mắt có một bự đó.
cao quá nó già. Nó già. Ôi, ngon lắm. Còn không? Dưới kìa. Gai không từ từ đúng không? Được, cả chục mục luôn đó nha. Này về mình tét ra, luộc, bắt đầu ngâm với nước để dành ăn từ từ. Đây mang cho gai, ngon lắm nha cả nhà. Gai ăn nó bùi mà nó ngọt. Xong, thế là được một món ăn truyền thống. Đã chuyện tới với con cá phi của em rồi. Về, thì về cả nhà. Này quả đi mấy anh em bắt được mấy con cua cả nhà. Này dùng không thắt, không trúng nữa. Chúng tạm ổn thôi cả nhà. Đủ ăn. Giờ ba anh em về nha. Anh ba mình về trước rồi. Đói bụng về trước rồi. Lỗi xong qua xong giờ lỗi xong về. Đã không nè. Về tới nhà rồi cả nhà. Rồi gãy càng luôn. Hai con đúng rồi. Này sẽ đủ ăn rồi cả nhà. Ủa sao đó không chói? Xúc quá. Làm đâu? Quả này được mấy con cua rồi cả nhà? 5 con. 5 con, 5 con, 6 con. Ăn cua à. Yeah. Anh cũng thùng. Thùng này. Thử ra. Thử ra. Nữa ông ta hơn nữa. Ê ê ê. Hơn nữa ông ta luôn cả nhà. Ghê luôn. Bây giờ mấy gì chết rồi cả nhà. Mà từng quả này cũng ít hết cả nhà. Nay đi nghe em mở hàng độc quá cả nhà. Nay nó dặn cua lớn lớn gì không nè cả nhà. Đó nay không bự nó được như đó đó. Rồi cả nhà câu nó thông cảm nha, thì anh em cũng không bắt cua nhỏ nhiều, nói chung là cua này cũng ăn được chứ không phải là nhỏ đâu, này cũng mang dưỡng hết á, cũng xong cái thành quả rồi cả nhà. Giờ Tấn cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi kênh Tấn Cần Giờ nha. Ngày hơn đầu tuần, chúc cả nhà mạnh khỏe và nhiều sức khỏe nha, để vượt qua cái đại dịch này. Gần tới 30 này, Cần Giờ này nó sẽ được thông thoáng, nó sẽ mở ra cho mình đi chung cũng hạn chế cả nhà. Nhưng mà Tấn cũng sẽ đi đây đi đó, bắt săn bắt cho cả nhà xem. Nếu có thành quả nào mà khủng là ấy hay cho quay lại cho cả nhà xem nha. Rồi hẹn cả nhà clip sau nha. Bye. Nếu cả nhà thấy hay và ý nghĩa cho Tấn xin một lượt like và lượt subscribe nha, để anh em có động lực ra những video cho cả nhà xem. Rồi hẹn cả nhà video tới tiếp theo nha. Bye cả nhà.